Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2018, Nguyên Audio thị xã Phú Thọ xin giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn cửa hàng vừa về một cặp loa rất là cao to khủng long đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là cặp loa Pioneer S728. Cặp loa này thì sản xuất tại thị trường Nhật Bản. Cặp loa rất là cao to. Nó gồm 2 bát 30, màng giấy gân mút. Bát bên dưới của nó thì là một bát cộng hưởng, một bát cộng hưởng và một bát điện, một loa chung và 2 loa tép. Đôi loa này nó có trở kháng là 8 ohm, công suất là 300W một thùng. Công suất của nó thì rất là lớn. Với công suất lớn như thế này, nó có thể chơi được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, bolero cho đến nhạc đan, nhạc mạnh, nó đều có thể chơi được. Và đôi loa này nó có thể dùng hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay. Không phải là 300W to là khó ghép âm ly, mà là nhà sản xuất cho công suất tối đa là 300W để cho chúng ta mở với nhạc rất là mạnh mẽ, mở to mà không việc gì, không ảnh hưởng gì đến chất âm của đôi loa. Đôi loa thùng gỗ lạng màu vàng rất là sang trọng. Tôi quay cận cảnh đôi loa này để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng. Rất là đẹp. Thùng vách vuông thành sát cạnh, chưa bị xước sẹo một tí nào. Một đôi loa về đến cửa hàng đẹp xuất sắc. Thiếu mỗi cái thùng xốp mang về thôi. Tất cả các viền loa thì được mạ bằng đồng. Mạ bằng đồng màu vàng, rất là sang trọng. Đây nó ghi đầy đủ thông số ở trước đây, xem đây. Pioneer S728. Với thiết kế một bát cộng hưởng và một bát điện thì nó cho ra chất âm rất là uy lực và mạnh mẽ. Tôi đang ghép nó với chiếc âm ly Samsung 607 KX đời cuối cùng của dòng Samsung. Những dòng loa Pioneer S728 như thế này thì chúng ta chỉ cần ghép với chiếc âm ly Pioneer hoặc là Denon hoặc là Samsung đều được. Nó rất là dễ ghép âm ly. Và chúng ta muốn hát karaoke gia đình thì chúng ta chỉ cần thêm một cục vang thôi và chúng ta có thể hát karaoke gia đình nhà chúng ta thoải mái rồi. Đôi loa này chúng ta để trang trí nhà chúng ta thì rất là sang trọng. Chiều cao của đôi loa này nó lên tới 1m10. 1m10 cm. Đôi loa rất là cao to. Đôi loa Pioneer S728 đẹp xuất sắc như đôi loa này, nó có giá 10 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Tôi xin nhắc lại, đôi loa Pioneer S728 đẹp xuất sắc như đôi loa này, nó có giá 10 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc.